Minh Phương và Phương Chi xin kính chào quý khán giả của SBTN. Chào Phương Chi. Chào Minh Phương. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay là những tin tức địa phương, sau đó là phần tin cộng đồng của SBTN Boston với những bản tin chính như sau. Một người tốt nghiệp từ trường Holy Cross quyên góp 25 triệu Mỹ Kim cho trường. Thêm hai ứng cử viên thuộc đảng Cộng Hòa ghi danh tranh cử cho cuộc bầu cử đặc biệt. Thông cáo cộng đồng, cảnh sát thành phố Boston cảnh cáo chống lại lừa đảo bằng phone hoặc nhắn tin. Giá tăng xăng thêm 9 cent một gallon trong tiểu bang Massachusetts. Hỏa hoạn khiến cư dân Leominster phải rời đi. Và sau đây mở đầu với bản tin thông cáo cộng đồng cảnh sát thành phố Boston cảnh báo chống lại lừa đảo bằng phone hoặc nhắn tin với Minh Phương. Thông cáo cộng đồng, cảnh sát thành phố Boston cảnh cáo chống lại lừa đảo bằng phone hoặc nhắn tin. Tin từ Boston, kính thưa quý vị, trong vài tuần vừa qua, Sở Cảnh sát thành phố Boston đã nhận được vài báo cáo từ những người dân cho thấy họ đã là mục tiêu của các biến thể của cuộc tống tiền bằng điện thoại phổ biến. Trong hầu hết các trường hợp, không rõ ai là đã gọi hoặc nhắn tin cho nạn nhân và nói rằng một thanh niên trong gia đình hoặc người thân đang bị giam giữ và sẽ bị tổn hại hoặc giữ cho đến khi nạn nhân trả một số tiền nhất định. Trong nhiều trường hợp, người bị bắt giữ bị cáo buộc là dính líu trong một tai nạn xe hơi dẫn đến thiệt hại về tài sản mà người thân không tiền trả trong lúc đó. Đây không phải là chuyện không phổ biến. Những người lừa đảo này biết về thông tin cá nhân của các thành niên trong gia đình của nạn nhân bao gồm tên, nơi làm việc và trường học của nạn nhân. Thông tin này được sử dụng để giúp thuyết phục các nạn nhân về tính hợp pháp khi tên lừa đảo gọi cho nạn nhân. Nạn nhân thường được hướng dẫn không được gọi cảnh sát. Lừa đảo này xuất hiện để nhắm vào cộng đồng người gốc Tây Ban Nha và được biết đến là một vấn đề trong một số thành phố khác trên khắp Hoa Kỳ. Cư dân nhận được cuộc gọi tương tự như các chương trình họp trên được khuyên nên yêu cầu các chi tiết cụ thể về địa điểm của các thành viên trong gia đình, yêu cầu người gọi mô tả hình thể của thành viên trong gia đình để xem nếu người gọi có thể cung cấp một số mức độ chi tiết mà có thể giúp xác nhận hoặc xua tan những yêu cầu bồi thường. Sau khi thu nhập càng nhiều chi tiết thì càng tốt, trong số cuộc gọi cư dân nên cố gắng liên lạc với người được cho là bị giam cầm và xác nhận an toàn. Nếu nhận được tin text, việc nên làm đầu tiên là tiếp tục với các người được cho là bị giam giữ để bảo đảm rằng họ được an toàn. Và nếu họ không thể liên lạc được, sau khi đó thì họ nên thăm dò nhắn tin cá nhân để cung cấp chi tiết cụ thể như đã nói trên. Trong tất cả các trường hợp, lưu ý số điện thoại được gọi từ điện thoại hoặc văn bản có nguồn gốc và báo cáo cho sự việc Cục Cảnh sát Boston. Giá xăng tăng thêm 9 cent một gallon trong tiểu bang Massachusetts. Kính thưa quý vị, theo báo cáo của cuộc khảo sát hàng tuần gần nhất do công ty AAA Southern New England thực hiện, giá xăng dầu trung bình trong tiểu bang Mass là 3.69 Mỹ Kim một gallon, tăng thêm 9 cent một gallon từ giá trung bình của tuần trước. Và giá trung bình gia tăng này là do ảnh hưởng bởi sự tăng giá của dầu thô. Hiện nay, giá xăng trung bình trên toàn quốc là 3.58 Mỹ Kim một gallon. Cách đây một năm cùng kỳ giá, xăng trung bình trong tiểu bang Massachusetts là 3.56 Mỹ Kim một gallon. Khảo sát của công ty AAA Southern New England dựa trên giá xăng thường và tự phục vụ. Một người tốt nghiệp từ trường Holy Cross quyên góp 25 triệu Mỹ Kim cho trường. Tin từ Worcester, kính thưa quý vị, một người tốt nghiệp từ trường Đại học Holy Cross tên là Corey Spire đã quyên góp 25 triệu Mỹ Kim của trường cho mình để xây một trung tâm biểu diễn nghệ thuật mới. Ông Spire tốt nghiệp từ Holy Cross năm 1956. Lâu nay đã là người ủng hộ cho trường. Món quà gần nhất là cũng đã lớn nhất trong lịch sử của trường, được thông báo vào chiều ngày thứ Tư ngày 13 tháng 2 vừa qua. Hỏa hoạn khiến cư dân Leominster phải rời đi. Tin từ thành phố Leominster, kính thưa quý vị, một nhân viên cứu hỏa và vài con thú vật được nuôi ở nhà đã qua đời sáng ngày 13 tháng 2 trong một vụ hỏa hoạn lan nhanh trong một căn hộ trên đường Laurel. Phó huy lính cứu hỏa Gary Rano nói vụ hỏa hoạn được thông báo vào lúc 7 giờ 30 sáng, xảy ra trên tầng lầu 2 của một căn nhà ở 73 Laurel Street. Lửa được dập tắt trước 9 giờ, nhưng hư hại do trận lửa để lại khiến căn nhà không thể ở được nữa. Người lính cứu hỏa tên chưa được tiết lộ bị thương ở lưng. Anh đã được đưa đến Health Alliance, bệnh viện Leominster để được chữa trị và đã được đưa về. Một chú mèo, một chú chó và hai con két được sở hữu bởi người thuê nhà của căn hộ đã bị cháy và đã chết trong trận lửa. Trung tâm Tây Ban Nha, Mỹ, Leominster đang giúp cư dân của tòa nhà tìm chỗ ở tạm thời.
thêm hai ứng cử viên thuộc đảng Cộng Hòa ghi danh tranh cử cho cuộc bầu cử đặc biệt. Tin từ Boston, kính thưa quý vị, ba nhân vật thuộc đảng Cộng Hòa được nhắc đến là cuộc tranh cử vào chức vụ thượng nghị sĩ liên bang đã chính thức từ chối, đó là cựu thượng nghị sĩ Scott Brown, cựu thống đốc William Weld và cựu phó thống đốc Carrie Healey. Cho đến nay thì tình hình cho thấy là đảng Cộng Hòa không có chủ ý chiếm lấy chiếc ghế thượng nghị sĩ của ông John Kerry, để lại sau khi ông chính thức được Thượng viện Hoa Kỳ chấp nhận đề cử của Tổng thống Obama vào chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Trong những ngày gần đây, một vài ứng cử viên của đảng Cộng Hòa đã ghi danh và điền đơn để gia nhập vào cuộc tranh cử với văn phòng thư ký của tiểu bang William Galvin. Trước hết là ứng cử viên Gabriel Gomez, một cựu hải quân thuộc đội biệt kích đặc biệt Navy SEAL. Người thứ hai thuộc đảng Cộng Hòa đó là dân biểu tiểu bang Daniel Winslow, cũng đã chính thức công bố tuần trước. Bước kế đến họ cần phải làm là thu thập 10.000 chữ ký trước ngày 27 tháng 2 để có đủ tiêu chuẩn đưa tên của mình vào lá phiếu của cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 30 tháng 4. Về phía đảng Dân Chủ là dân biểu liên bang Edward Markey và Stephen Lynch đã công bố việc ứng cử của họ. Cho đến nay, thì văn phòng thư ký tiểu bang cho biết là cuộc tổng tuyển bầu cử sẽ được bỏ phiếu vào ngày 25 tháng 6 tới đây. Siêu thị Phú Cường là siêu thị lớn nhất tọa lạc tại 1188 trên đường Rochester trong khu vực Rochester, do người Việt Nam làm chủ, mở cửa từ 8 giờ sáng tới 9 giờ tối. Chuyên cung cấp tất cả các mặt hàng bán sỉ và lẻ rất tươi như cá sống, tôm hùm, cua sống. Còn có các loại thịt như thịt bò tươi, heo, gà, vịt, các loại rau tươi, trái cây về mỗi ngày. Có rất nhiều loại gia vị, đồ khô, đồ hộp, nước mắm, tương, chao, gạo, v.v. Hợp khẩu vị với người Á Đông. Đặc biệt có bán những loại thuốc dược thảo đang được dùng rất phổ biến, phẩm chất thượng hạng, giá cả phải chăng. Tất cả các nhân viên tại đây rất niềm nở và ân cần để phục vụ quý vị. Mọi chi tiết xin liên lạc tại số điện thoại 617-822-8074. Chủ nhân kính mời. Gọi cho Vietnet Travel để có một chuyến du hành an tâm và thoải mái. Vietnet Travel được sự chứng nhận của hãng hàng không Mỹ và quốc tế. Vietnet Travel 1-800-380-6181, chuyên bán vé máy bay, đặt khách sạn, thuê xe và làm giấy tờ du lịch, vân vân. Vietnet Travel 1-800-380-6181. Maxim Pharmacy là nhà thuốc tây do người Việt Nam làm chủ lớn nhất vùng New England. Chúng tôi chuyên bán cung cấp đầy đủ các loại thuốc tây y, dược thảo và dụng cụ y khoa. Nhận đầy đủ các loại bảo hiểm. Tại đây, quý vị có thể tìm được các loại dầu dán, dầu gió, có đầy đủ các loại vé số, băng hình, đĩa nhạc. Ngoài ra, chúng tôi còn nhận đưa thuốc đến tận nhà quý khách. Bãi đậu xe rộng rãi, an toàn, địa điểm thuận lợi. Maxim Pharmacy, nhà thuốc tây cho mọi gia đình, hân hạnh được phục vụ quý khách. Số điện thoại 617-282-9800. Ủa chị Phương Chi. Ủa Trúc Như, em đi đâu vậy? Chạy bộ hả? Dạ em chạy bộ. Trời ơi nhà chị á hả? Dạ đây nè. Trời ơi đẹp quá chị làm nghề gì mà giờ có nhà đẹp và xe đẹp nữa vậy? Ồ bây giờ chị đang làm nghề tóc với facial với nail em. Ủa lúc trước em nhớ chị học medical mà. Ừ thì chị ra trường thì giờ mình ngày nào có tiền thì mình làm. Vậy chị ra trường nào vậy? Chị học trường ở Jupiter The Beauty Academy á em. Nhưng mà khi mà em ra trường đó, nếu mà em có khả năng thì người ta đào tạo cho mình mở cái tiệm nail. Thì bây giờ chị là chủ một tiệm nail. Và bên cạnh đó thì có nail mặt supply luôn em, thì rất là thuận tiện em. Thôi vậy mốt cái gì em xin chị số điện thoại nha. Có gì em cục xuống đó em học. Được, được. Thôi chị đi đi. Ok, bữa nào chị em mình gặp lại. Dạ, bye, bye chị. Hãy đến với Nailmart sẽ có đầy đủ mặt hàng mới đẹp, chất lượng hoàn hảo, giá thành hạ hơn bất cứ nơi nào. Cũng là nơi tổng đại lý của OPI và Creative. Nailmart 617-288-8999. Nailmart 617-288-8999. Jupiter là trường đào tạo ngành tóc và facial đúng tầm cỡ do người Việt đầu tư, bảo đảm sẽ giúp học viên vững vàng trong việc hành nghề đúng theo tiêu chuẩn pháp định. Với thành phần giáo viên Việt Mỹ tận tâm, giàu kinh nghiệm, đã có nhiều học viên tốt nghiệp và đang hành nghề nail tóc và facial. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Trí Võ 617-590-7959. Đặc biệt trường sẽ miễn lệ phí cho những ai đang hưởng trợ cấp thất nghiệp của chính phủ, muốn theo học ngành nghề tóc, facial và nail. Jupiter Beauty Academy 617-590-7959, tọa lạc tại Dorchester, khu phố Việt Nam.